Quý vị và các bạn thân mến, gần đây dân mạng Thái Lan rất xôn xao trước thông tin mà phía truyền thông Thái Lan đưa ra, đó là gạo Việt không đủ bán ra thế giới trong lúc cao điểm, cơ hội lớn cho gạo Thái Lan. Thông tin mà kênh này đưa ra như sau: hiện tại thách thức lớn nhất đối với ngành nông nghiệp Việt Nam không phải là không có người mua mà là không có gạo để bán ra. Hóa ra dù sản xuất bao nhiêu thì họ cũng không đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Có 3 lý do khiến giá gạo, giá thực phẩm toàn cầu tăng cao chóng mặt. Trước hết là cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Hai nước này đều là vựa lúa mì cung cấp cho thế giới. Nhưng nguồn cung cấp từ phía Ukraine thì bị gián đoạn bởi chiến tranh, còn phía Nga thì hạn chế xuất khẩu ngũ cốc sang châu Âu. Yếu tố thứ hai là sự đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, đặc biệt là Trung Quốc có động thái bắt đầu dự trữ lương thực. Và lý do chính cuối cùng là việc Ấn Độ, một quốc gia xuất khẩu lúa gạo lớn nhất thế giới, tuyên bố ngừng xuất khẩu gạo và họ cũng chưa có tuyên bố về thời hạn mở cửa trở lại. Vì tất cả những lý do này, ASEAN sẽ nhận được lợi ích từ đó, đó là Thái Lan, Việt Nam. Một điểm nổi bật là gạo Việt bán rất chạy, vấn đề nằm ở giá cả. Việt Nam thích bán giá thấp hơn để bán được số lượng nhiều hơn. Đúng là Việt Nam sản xuất rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn chưa đủ để cung cấp cho thị trường quen thuộc của họ. Vì vậy, tương lai gạo Thái sẽ có cơ hội rất lớn để xuất khẩu cả về số lượng và giá bán. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những thông tin mà kênh truyền thông TNN của Thái Lan đưa ra. Tuy nhiên, thực tế ở Việt Nam lại không như những gì mà họ đưa ra. Theo như thông báo của Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Trần Duy Đông cho biết, sau 6 tháng đầu năm 2023, khi ngạch xuất khẩu gạo đạt 4,24 triệu tấn gạo với trị giá 2,26 tỷ USD, tăng 21,3% về lượng và tăng 32,2% về giá bán so với cùng kỳ năm 2022. Chưa kể đến sản lượng lúa gạo trong vụ hè thu sắp tới trong nước, thì lượng gạo để xuất khẩu và dự trữ trong nước vẫn đủ đáp ứng theo dự kiến của Cục Dự trữ Quốc gia từ đầu năm. Và sau đây sẽ là những bình luận của khán giả Thái Lan. Mời mọi người cùng nghe nhé! Việt Nam chú trọng số lượng, bán hàng giá rẻ, nhà hàng Thái dùng gạo thơm Thái, đắt hơn một chút, nhưng khi nấu trong nồi thì hạt cơm giòn thơm và mềm đầu lưỡi. Cơm Việt không nấu trong nồi không ngon, cơm khi tiếp xúc với nước súp hoặc cà ri sẽ bị nhão, vón cục và không thơm. Muốn ăn cao cấp thì chỉ có gạo Thái mà thôi. Tôi đi nước ngoài trong siêu thị có bán nhiều loại gạo khác nhau, tôi đã thử mua gạo Việt Nam về ăn. Để tôi nói cho các bạn biết, nó không khác gì gạo Thái, gần như không thể phân biệt được. Vì vậy, nếu nhà hàng mua về bán cho khách thì chắc chắn họ sẽ chọn loại rẻ nhất để giảm chi phí. Bạn không nghĩ rằng Việt Nam trộn gạo Thái với gạo của Nguyễn rồi bán với thương hiệu là gạo Nguyễn ư? Người ăn sẽ không bao giờ biết, thậm chí gạo Thái bán hôm nay đựng trong một bịch còn được trộn lẫn với nhau. Việt Nam muốn nâng cao chất lượng, họ bán rất nhiều nhưng chất lượng lại không tốt lắm. Khác với Thái Lan tập trung xuất khẩu sang các nước Trung Đông hoặc tập trung vào những người giàu, cuối cùng thì gạo Thái cũng có giá trị vì diện tích trồng trọt có hạn. Trên thực tế, Thái Lan tập trung vào chất lượng ở hầu hết mọi thứ, sầu riêng cũng vậy. Sầu riêng Thái Lan bán ở Trung Quốc cực kỳ đắt và luôn có nhu cầu. Trong khi đó, sầu riêng Việt Nam bắt đầu không còn hiệu quả do Trung Quốc bắt đầu trồng. Chúng ta nghe nói Việt Nam sẽ vượt Thái Lan từ lâu nhưng chưa bao giờ vượt qua được. Thực ra nếu đo lường quy mô nền kinh tế thì cũng không khác biệt nhiều, nhưng chất lượng ở đây là một vấn đề. Việt Nam thích làm mọi thứ rối tung lên. Mới đây, tàu điện lại gặp sự cố nghiêm trọng, đó là vấn đề chất lượng tương tự. Gạo Thái Lan bán rất chạy nhưng giá nằm ở người trung gian, một nhà tư bản với một nhà máy có kho chứa đồ. Nông dân phải bán giá gấp dù giá không như mong muốn vì không có nơi chứa. Bất kỳ chính phủ nào thành lập hầm chứa hoặc nhà máy cộng đồng cũng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nông dân. Nếu không muốn gặp rắc rối khi bạn phải đảm bảo về giá. Một vấn đề khác gần đây mà tôi nhận thấy đó là ngay cả Campuchia cũng chỉ xuất khẩu được 5 triệu tấn gạo mỗi năm. Nhưng chất lượng gạo của Campuchia là số 1 thế giới, trong tương lai có thể có giá cao hơn giá gạo Thái Lan, họ có thể sản xuất, xuất khẩu lên tới 20 triệu tấn trên năm. Ai nói đây là cơ hội cho nông dân Thái Lan, bạn nhầm rồi, đó là cơ hội cho các nhà tư bản Thái Lan. Trung gian Thái họp với nhau và cũng thống nhất mua rẻ bán đắt. Nông dân Thái Lan khó có thể tự định giá, liệu nó có thể thực hiện được không? Người giàu có và quyền tự định giá là các thương nhân thôi. Hãy hỏi tại sao nông dân phải làm nô lệ cho thương nhân, để hắn áp bức mãi mãi. Người giàu có xu hướng làm trung gian. Thực tế nông dân có cuộc sống nghèo khó. Việt Nam, ông phát triển nông sản và được nghiên cứu rất kỹ, đừng coi thường.
Trong tương lai, việc trồng trọt sẽ còn khó khăn hơn vì thời tiết nắng nóng. Ở Thái Lan, hiếm khi nghe nói đến xuất khẩu gạo. Về phần nông dân, mọi chuyện vẫn như cũ. Trồng lúa có chi phí rất đắt, bán luôn lại rẻ, phân bỏ đắt, chi phí thu hoạch lúa cũng đắt, nhà máy ép giá như thường lệ. Tôi nghĩ người Việt Nam đang lên kế hoạch, người Việt Nam sẽ thả gạo giá rẻ. Khi thiếu gạo đến cùng cực, Việt sẽ đem gạo đi bán với giá đắt. Có thể trong thời kỳ kền kền, chúng ta không thể sản xuất được lúa gạo. Chất lượng là khác nhau. Gạo Jasmine Thái là loại gạo duy nhất trên thế giới, không thể trồng ở bất kỳ quốc gia nào. Nó chỉ có thể trồng ở Thái Lan. Cảm ơn vua Rama IX đã nghiên cứu gạo thơm Thái Lan. Gạo Thái đắt hơn gạo Việt Nam kể từ đó, tăng lương lên 300 baht. Nói thật thì người Thái ở Mỹ vẫn ăn gạo Homaly, Việt Nam cũng tương tự, nhưng giá gạo của họ rẻ hơn gần 20%. Nếu lương 450 baht thì Thái không xuất khẩu gạo được nữa, ngoại trừ các nước khác bị ngập lụt cần đến nó. Gạo Thái, gạo Jasmine, thơm và ngon nhất. Chúng tôi đã từng làm việc ở Malaysia, Singapore, Libya. Anh ấy thích cơm Thái, cơm nhải, cơm Việt Nam cứng ăn không ngon. Việt Nam có thể canh tác 4 lần một năm vì quanh năm mưa nhiều, còn Thái Lan mỗi năm chỉ có 2 đợt, đó là lý do gạo Việt Nam rẻ hơn Thái Lan. Việt Nam không chỉ là không đủ để bán, đến ăn cũng không đủ, chúc may mắn chỉ có máy cho thuê. Gạo Việt không thơm, nhạt nhẽo, hoàn toàn không ngon, nhưng gạo Việt bán chạy vì giá rẻ. Việt Nam sẽ sớm vượt qua Thái Lan về mọi mặt, tin tôi đi. Giống gạo Việt Nam là loại gạo mềm, nhu cầu tiêu dùng cao, hầu hết người Thái đều có gạo cứng. Thêm vào đó nó đắt hơn, nông dân hiện nay đưa giống Việt Nam về trồng hàng triệu hecta lúa trái vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển giống lúa Thái Lan. Clip của người Thái ở nước ngoài cho thấy gạo Việt rẻ gần một nửa so với gạo Thái, nhưng giá gốc hơi khác một chút, có phải vì họ có lợi thế về thuế? Từ nay trở đi, Việt Nam sẽ giảm lượng gạo xuất khẩu, Việt Nam phải dự trữ lương thực cho người dân bởi hiện nay điện nước đang trở nên rất khan hiếm ở Việt Nam. À, bọn tư bản không muốn nông dân giàu nên đã âm mưu với nhiều triệu phú và các công ty liều lĩnh quản lý họ đến nỗi không biết phải làm gì. Khoảng 10 năm trời hỗn loạn, Việt Nam sang Thái Lan giải quyết vấn đề lúa gạo, nhưng hiện nay Việt Nam đang vượt mặt Thái Lan về độ thịnh vượng. Người lái buôn định giá, người nông dân thậm chí phải thuê ô tô chở đi bán. Anh ta phải ngồi đợi xem giá lúa vào xưởng xay sẽ được định giá bao nhiêu, anh ta phải bán bao nhiêu. Về phần chính phủ mới, họ chỉ đang tranh giành chức vụ. Hãy làm việc đi, nông dân đang chờ sự giúp đỡ. Ngày nay, người nông dân nước ta chỉ trồng lúa để đủ ăn ở nhà và giúp đỡ đồ ăn cho nhà chùa. Hầu hết mọi người đều chuyển sang trồng mía. Giá gạo bán chỉ để đổ xăng cho xe, chẳng đáng gì, chỉ làm để đủ ăn thôi. Việt Nam bán quá rẻ, bán nhiều mà lại ít, giao dịch không thông minh chút nào, không có gì ngạc nhiên khi phía cung và cầu bị sốc. Việt Nam lấy gạo Thái của nông dân Thái để bán và nhuộm thành gạo Việt, đó cũng là cách có thể giúp đỡ nông dân Thái Lan bằng cách mua trực tiếp từ nông dân. Gạo Việt không đủ bán. Gạo Thung Kula của Thái Lan có tin rớt giá, nhà máy xay lúa trên cánh đồng Chao Sua đang chấp giá. Gạo Việt không đủ để bán, còn Thái Lan thì chúng tôi chưa đi đâu cả, còn khóc lóc kiện cáo nhau. Thiếu gạo, tại sao nông dân Thái Lan có thể bán gạo với giá rẻ? Dù gạo Thái chất lượng tốt, giá không tăng lên chút nào mà chỉ thấy đi xuống. Đối với Thái Lan, chính phủ đã giảm bớt việc trồng lúa, lấy ruộng lúa và trồng thật nhiều cây cao su. Phải đi tham quan học tập nông dân Nhật Bản, ông ấy chỉ trồng lúa được một năm nhưng đã có tiền. Cả thế giới bắt đầu dự trữ khí đốt, dầu mỏ, vũ khí, thực phẩm. Thực tế là lâu nay gạo Thái không được xếp vào loại gạo chất lượng tốt, người Thái nhắm mắt lại và cầu nguyện. Lúa không phải là cây trồng kinh tế, tốt hơn là nên tập trung vào tiếp thị và bán hàng chất lượng cao, xuất khẩu ít hơn, lợi nhuận nhiều hơn. Ngoài ra bạn có thể tiết kiệm nước để làm việc khác. Người Việt Nam không thấy biểu tình, bán nhiều gạo để xuất khẩu nhưng vì sao nông dân không giàu? Tôi có những người bạn đang trồng lúa ở Việt Nam, lúa của họ rất sai hạt và có chu kỳ thu hoạch ngắn, chỉ từ 80 đến 90 ngày, nông dân Thái Lan sẽ có thể chấp nhận nó. Tin tức này trái ngược với tin tức về hạn hán ở Việt Nam. Việt Nam dân số gần 100 triệu người, chỉ bán trong nước chưa chắc đủ, nhưng trong điều kiện hạn hán như trên báo,
Trong khi gạo Thái không sản xuất được và cũng không có hàng để bán, nên phải bán giá cao. Việt Nam có diện tích nhỏ hơn Thái Lan nhưng lại đông dân hơn. Ấn Độ có diện tích lớn hơn nhưng cũng có rất nhiều người. Thái Lan có lợi thế hơn rất lớn so với đối thủ. Việt Nam có hệ thống tưới tiêu rộng hơn Thái Lan rất nhiều, hơn 60%, nên lúa có thể canh tác được nhiều vụ. Còn đối với Thái Lan đó là cánh đồng lúa, có ít hơn 10% hệ thống tưới tiêu. Thái Lan bán ít gạo hơn Việt Nam bởi vì có những người lãnh đạo ngu ngốc, không biết buôn bán với nước ngoài, chỉ giỏi chửi người. Trên thực tế, Thái Lan cũng không có đủ gạo, nhưng những bóp méo về thông tin như thế này khiến người dân hiểu rằng có quá đủ gạo trong nước. Các bạn thân mến, trên đây là những bình luận của khán giả Thái Lan khi biết đến thông tin về thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam. Đa phần người Thái vẫn nghĩ là gạo Thái ngon hơn gạo Việt và họ chỉ tập trung vào chất lượng để bán được giá cao hơn, từ đó lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên thì nói có sách mách có chứng, theo dữ liệu thống kê giá lúa gạo xuất khẩu trên thị trường thì lại hoàn toàn ngược lại suy nghĩ của người Thái. Dựa trên bài báo trên trang tạp chí Công Thương thì hiện tại giá các loại gạo xuất khẩu phổ biến của Việt Nam đã vượt từ 13 đến 65 USD trên tấn so với giá gạo xuất khẩu cùng phẩm cấp của Thái Lan. Cụ thể, ngày 18 tháng 8, giá gạo xuất khẩu 5% tấm và 25% tấm của Thái Lan hiện được chào bán lần lượt ở mức 630 USD trên tấn và 563 USD trên tấn, trong khi đó giá gạo xuất khẩu 5% tấm và 25% tấm lần lượt ở mức giá lên 643 USD trên tấn và 628 USD trên tấn. Như vậy, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang cao hơn từ 13 đến 65 USD trên tấn so với gạo Thái Lan, qua đó tiếp tục giữ mức cao nhất thế giới, hoặc ngay cả khi so sánh cùng loại gạo chất lượng của Jasmine mà bên Thái Lan vẫn tự hào như trên phần bình luận là chỉ nước họ trồng được, thì bên Việt Nam đã xuất khẩu với giá lên tới 748 đến 752 USD trên tấn vào ngày 18 tháng 8, cao hơn giá bên phải Thái Lan 12 USD mỗi tấn. Mình lấy ví dụ này chỉ để khẳng định là chất lượng gạo và giá bán của Việt Nam không thua kém gì, cả như lời của khán giả Thái Lan vẫn nói. Tuy nhiên, một thực tế phải khẳng định là giá cả là do thị trường quyết định. Có thể ngày hôm nay giá bán của Việt Nam cao hơn Thái Lan hoặc ngược lại, nhưng ngày mai lại khác. Thay vì cứ ngồi nhà chê bai người khác, thì tại sao người Thái không nghĩ đến việc hai nước bắt tay đẩy giá gạo lên cao hơn để cùng nhau kiếm được nhiều tiền hơn? Như vậy có phải tốt hơn không? Vì Ấn Độ dừng xuất khẩu chưa biết đến ngày nào mới mở cửa trở lại, Việt Nam và Thái Lan lần lượt thay phiên nhau ở vị trí thứ 2 và thứ 3, thì hợp tác với nhau mới là kế hoạch tốt cho cả hai. Bài viết hôm nay trên kênh xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các video tiếp theo.